chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip mới nha các bạn. Hôm nay mình thèm gà quá cho nên là mới lặn lội đi qua tiệm mua một con gà nha các bạn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm món gà hấp muối nha các bạn. Đón xem mình nha, cái món gà nha các bạn. Đây là con gà của mình nha. Bây giờ mình sẽ mình nói nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì gà của mình đã làm xong nha các bạn. Đây, mình có chuẩn bị vài tép xả nha các bạn. Và ở dưới đây là có một số lá chanh. Mình ở bên đây thì cũng có chuẩn bị thêm hai bịch muối nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm món gà hấp muối nha các bạn. Ở đây thì có cái nồi, mình sẽ đổ muối vô nha. Đổ muối vô nha các bạn. Wow. Mình đổ một bịch thôi. Chừng nào nấy thì mình sẽ đổ thêm. Wow, gió quá các bạn ơi. Mình sẽ sắp chờ la tội xả xuống nha các bạn. Đây, mình sẽ sắp như vậy để cho con gà mình nó quỳ khét. Bây giờ mình sẽ để con gà vô nha các bạn. Đây, mình sẽ banh con gà như này. Để vô. Cho cái cổ nó nằm trên cái cánh hay gì nè. Wow, nghe kìa, kìa. Để mấy cái này vô chung với nó luôn. Để lên xả đi. Hai cái cụ lẫn đó nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắp lá chanh vô nha. Rồi ok, và để nắp lại. Rồi bây giờ chưa có nắp, đi vô lấy cái nắp cái. Trời đang chuyển mưa đó nghe các bạn ơi. Mình đang ngồi chờ cái nồi gà của mình nó chín nha. Ê các bạn có nghe cái tiếng của nó không? Tiếng muối nổ bẹp bẹp bẹp. Mình xem dở nắp ra coi nó chín chưa nha các bạn. Nãy giờ nó cũng khá là lâu rồi. Wow. Đi ghim vô coi thử coi. Wow, chín rồi các bạn ơi. Wow, rất là thơm. Đây, con gà hấp muối mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra nha. Wow, đây con gà của mình này nha các bạn. Nhức nách chưa? Đây. Sẽ bỏ nó lên dĩa nha. Hơi khó khăn. Nhưng không sao. Trong đây thì còn cái ghen không, cái quyết chứ, cái mề. Ôi muối dưới này nè các bạn, nó khét luôn rồi, còn mà chui cái nồi nữa. Đây là con gà của mình nha các bạn. Đây nó đây, hiện tượng của nó đây, hiện trạng của nó đây. Bên kế bên này là có chén nước chấm nha. Wow, bây giờ mình sẽ ăn review cho các bạn xem nha. Mình sẽ xé cái đùi nó ra review nha các bạn. Wow, nó mềm nè các bạn ơi. Muốn gục luôn. Wow, trời ơi nó đã chảy cả nước miếng. Để ngồi mình. Mời tất cả các bạn nha, ăn miếng thôi, nó có mặn không? Nó ngọt. Thịt nó ngọt quá các bạn. Ăn miếng da thôi coi nó có thấm muối không. Miếng da thấm muối nó hơi mặn. Nhưng thịt ăn trong thì nó rất ngọt. Ngon quá bạn ơi. Hôm nay thèm gà cho nên là đi mua con gà này về ăn. Tại ngày mai là mình phải ăn tương nữa các bạn. Hết tiền mua đồ ăn rồi. Mình sẽ chấm miếng chấm này. Quất quất quất. Chảy nước. Mời tất cả các bạn nha. Nóng quá. Ăn vô nó mềm mềm, nó ngọt ngọt.
nó mặn mặn nữa. Thôi rồi luôn rồi. Đang thèm mà kiểu này là xỉu luôn. Đây các bạn nhìn thấy cái đùi không? Đã. Ngon quá. Chấm miếng nước chấm coi. Tuyệt vời luôn các bạn. À các bạn có xem video này của mình cho mình xin một like và một đăng ký nha các bạn. Đậu quá ngon luôn á. Mình chắc làm video nó ngắn hơn một xíu nữa các bạn. Nếu video dài mình thấy nó không có được hay. Làm ăn đi nha các bạn, rất là ngon luôn á. Làm giống như mình vậy đó. Có mùi lá chanh rất là thơm. Núi thì nó thấm ở ngoài lớp da nó mặn mặn. Cắn trong thịt này rất là ngọt. Wow. Cắn mũi nữa kìa. Ngon. Mời các bạn thêm miếng nha. Video này thì mình làm trong gia đình ăn nha các bạn, cho nên là mình chỉ ăn một cái đùi là để review cho các bạn xem thôi. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chờ hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.